Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hiện nay 61 trên 61 chi đảng bộ cơ sở của huyện Yên Lạc đã hoàn thành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, đại hội các chi đảng bộ trên địa bàn huyện đã được tổ chức theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để Yên Lạc tiến tới đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Trong chuyên mục xây dựng đảng kỳ này, chúng tôi có phóng sự nhìn lại kết quả đại hội chi đảng bộ cơ sở huyện Yên Lạc. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Đảng bộ xã Đồng Văn được huyện ủy Yên Lạc chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở trên địa bàn để rút kinh nghiệm triển khai rộng trong toàn huyện. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc các bước tiến hành tổ chức đại hội tới các chi bộ và toàn thể cán bộ đảng viên trong đảng bộ. Đảng ủy xã đã thành lập 3 tiểu ban: tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tuyên truyền, đồng thời phân công từng đồng chí trong thường trực đảng ủy làm trưởng các tiểu ban. Theo đó, công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự, tuyên truyền về đại hội đảng bộ xã đã được chỉ đạo sát sao, thực hiện đúng quy trình tiến độ. Đặc biệt, để góp phần củng cố niềm tin và tạo tinh thần phấn khởi trong nhân dân khi bước vào một kỳ đại hội mới, Đảng ủy xã đã kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong nhân dân, giải quyết các đơn thư, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân một cách thấu tình, đạt lý. Để đảm bảo cho các đại hội thành công, thì Ban chấp hành Đảng bộ xác định là tập trung giải quyết các đơn thư của công dân, đã thành lập ra các tiểu ban, quyết định thành lập ra ban giải quyết đơn thư. Tất cả các đơn thư liên quan trước đại hội thì đều đã được giải quyết một cách ổn thỏa, đã tạo cho nhân dân tin tưởng vào Đảng và sự đồng thuận của nhân dân đối với Đảng. Đảng bộ xã Đồng Văn có 18 chi bộ trực thuộc. Ngay trong tháng 1 năm 2015, 100% các chi bộ đã tổ chức thành công đại hội, đảm bảo đúng thời gian, quy trình, công khai, minh bạch và dân chủ. Trong đó, chi bộ thôn Yên Lạc 3, chi bộ tổ chức đại hội điểm của xã là đơn vị tiêu biểu đã phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới của mỗi cán bộ đảng viên. Chi bộ tôi thì có 19 đảng viên để phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới trong đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Thì chi bộ đã quán triệt tới toàn thể đảng viên các chỉ thị chỉ đạo của cấp trên về đại hội đảng các cấp, quán triệt tuyên truyền truyền thống của quê hương, đoàn kết thống nhất cao. Chi đảng bộ thì đã có nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh. Chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chi bộ để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đảng viên để kịp thời tuyên truyền ý nghĩa của đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó thì tạo sự đồng thuận trong mọi đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên khi cầm lá phiếu trên tay, góp phần vào thành công của đại hội chi bộ và đảng bộ xã. Cùng với chi bộ thôn Yên Lạc 3, các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã Đồng Văn cũng đã chuẩn bị tốt công tác nhân sự, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn theo quy định và tiến hành họp để giới thiệu cho chi bộ thảo luận, lấy ý kiến trước khi đại hội, đảm bảo khách quan, tạo sự thống nhất trong chi bộ. Trong 2 ngày, từ 26 đến 27 tháng 3 năm 2015, Đại hội Đảng bộ xã Đồng Văn được tổ chức long trọng với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc và sự tham dự của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đồng chí đảng viên 50 năm tuổi đảng trở lên, lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã của các thời kỳ cùng 146 đảng viên đại diện cho 327 đảng viên trong đảng bộ. Báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ xã Đồng Văn nhiệm kỳ 2015-2020 đã nêu bật những việc làm được, đồng thời chỉ ra được những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Nổi lên trong đó là những kết quả về tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế địa phương. Trong 5 năm, từ năm 2010 đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt gần 25% một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Trong đó, tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ chiếm trên 96%, nông nghiệp chỉ còn dưới 4%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người tăng hơn 22% một năm. Đặc biệt, công tác xây dựng đảng được quan tâm, chăm lo đúng mức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đảng bộ. Liên tục 18 năm liền, đảng bộ xã Đồng Văn đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Đại hội Đảng bộ xã Đồng Văn nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 11 đồng chí và trực tiếp bầu bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020. Thành công của đại hội Đảng bộ xã Đồng Văn là thành công của tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong nghiên cứu, quán triệt các văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội của cấp trên. Bên cạnh đó là sự chỉ đạo sát sao của tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm huyện Yên Lạc, từ khâu chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự đến quá trình tổ chức đại hội. Thứ nhất là có sự nỗ lực, cố gắng của ban chấp hành, ban thường vụ Đảng ủy xã Đồng Văn nhiệm kỳ 2015-2020 trong công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy xã Đồng Văn đã triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao. Yếu tố thứ hai là có sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, kịp thời, sát sao của tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm huyện ủy Yên Lạc, từ khâu chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự, quá trình tổ chức đại hội, phối hợp giúp đỡ tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm của ban xây dựng Đảng huyện ủy và các cơ quan chuyên môn của huyện. Yếu tố thứ ba là được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của ban thường vụ huyện ủy Yên Lạc, sự phối hợp chặt chẽ của ban tổ chức huyện ủy với Đảng ủy xã Đồng Văn. Yếu tố thứ tư là tinh thần, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận của các đại biểu dự đại hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Văn. Bốn yếu tố đó đã tạo nên sự thành công của đại hội. Ngay sau khi đại hội Đảng bộ xã được tổ chức thành công, các thôn dân cư đã tổ chức họp dân để thông báo kết quả đại hội. Sự tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ đại hội chi bộ. Đại hội Đảng bộ xã cả trước, trong và sau đại hội đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp trong các tầng lớp nhân dân địa phương. Nhân dân đã đi từ đồng thuận đến tin tưởng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt, trước thềm đại hội vào cuối năm 2014, Đồng Văn đã hoàn thành chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đó cũng là tiền đề để nhân dân kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của địa phương trong nhiệm kỳ mới. Xã Đồng Văn đã về đích xây dựng nông thôn mới, nhân dân rất là phấn khởi, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của đảng. Cho nên trước đại hội thì bản thân đã đi vận động nhân dân vệ sinh thôn xóm sạch sẽ và treo cờ để mừng đại hội đảng. Thế qua cái kỳ đại hội đảng vừa qua thì đã bầu ra được 15 đồng chí đảng ủy và bầu được bí thư và phó bí thư thường vụ đảng ủy, thì đã thành công tốt đẹp. Về trình độ năng lực thì các đồng chí đều đầy đủ và tốt. Thế tin tưởng rằng trong cái thời gian tới thì đảng bộ xã Đồng Văn thì với cương vị lãnh đạo ban chấp hành đảng ủy mới sẽ thành công, đạt được nhiều thành tích cao hơn nhiệm kỳ trước. Sau kết quả của đại hội thì chúng tôi rất mong muốn là biến cái nghị quyết của đại hội vào thực tế để người dân chúng tôi là được hưởng các quyền lợi mà như cái mục tiêu mà đại hội đã đề ra. Ví dụ như phát triển xuất nông nghiệp thì tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 7 khóa 10, nghị quyết 03 của tỉnh Vĩnh Phúc và kế hoạch số 02 của huyện ủy Yên Lạc về tái cơ cấu phát triển ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và dần nâng cao cái đời sống của người nông dân. Thành công của đơn vị đại hội đảng bộ điểm đã trở thành nhân tố tích cực góp phần tạo nên thành công của đại hội chi đảng bộ cơ sở toàn huyện Yên Lạc. Tính đến ngày 11 tháng 6 năm 2015, 61 trên 61 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc trong toàn huyện đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đây được coi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015 và mục tiêu kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả từ đại hội chi đảng bộ cho thấy, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị đã chủ động tích cực trong quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị 36 CTTU của Bộ Chính trị và các quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Việc xây dựng báo cáo chính trị tại các địa phương, các cơ quan đơn vị đã được chuẩn bị công phu sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành và các chức danh chủ chốt được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan.
Phần lớn các đại hội chỉ bầu một lần đủ số lượng ban chấp hành. Bầu cử các chức danh lãnh đạo tại phiên họp thứ nhất của ban chấp hành khóa mới đúng dự kiến với số phiếu tập trung cao. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội chú đáo, công tác thông tin tuyên truyền được coi trọng cả trước, trong và sau đại hội. Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự trong suốt thời gian tổ chức đại hội đã được đảm bảo an toàn. Đại hội trì đảng bộ thành công là điều kiện thuận lợi để các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Tại xã Hồng Châu, ngay sau khi tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành đảng bộ khóa mới đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội được đề ra trong đại hội. Chúng tôi tới đây cũng sẽ dồn ghép dụng đất để mà tiếp tục thực hiện một số các cái diện tích đất mà theo như chúng tôi xác định là trồng cái sản xuất hàng hóa tập trung, và trên cơ sở đó đưa những cái cây, những cái giống cây trồng nó có cái giá trị kinh tế cao và sản xuất. Và đối với chăn nuôi thì chúng tôi xác định là phát triển mạnh cái đàn bò sữa và đàn bò thịt. Trong đàn bò thịt thì chúng tôi xác định là lai sinh hóa cái đàn bò này, và chúng tôi xác định nòng cốt cái đàn bò thịt này là một trong những cái nguồn thu nhập chính của địa phương chúng tôi. Cái thứ ba nữa là cái về thương mại dịch vụ thì cũng báo cáo không khí là góc độ về Hồng Châu chúng tôi thì chủ yếu như tại thời điểm lúc này khoảng có 1.200 đến 1.400 lao động đi lao động của cả các tỉnh cũng như là miền Nam. Đấy, nguồn thu này là một trong những nguồn thu rất lớn cho địa phương. Đấy, để mà nâng cao đời sống nông dân nông thôn. Là một xã thuộc vùng đất bãi của huyện Yên Lạc, Hồng Châu có lợi thế để phát triển các trang trại chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp. Hiện nay trên địa bàn xã có hàng chục mô hình chăn nuôi lợn với số lượng hàng trăm con một lứa. Đặc biệt Hồng Châu có mô hình chăn nuôi bò sinh sản với số lượng xuất bán hàng ngàn con một năm. Đó là mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Bùi Văn Trường ở thôn 4. Phát triển chăn nuôi từ năm 1990 với khởi đầu một bò sinh sản, đến nay gia đình anh thường xuyên có 400 đến 500 bò nái. Trung bình mỗi năm xuất bán 4.000 con bò giống. Năm 2014, phát triển chăn nuôi bò đã mang lại thu nhập hàng tỷ đồng cho gia đình anh. Bên cạnh đó, anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương với mức lương trung bình từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Những mô hình phát triển chăn nuôi lớn như gia đình anh Bùi Văn Trường chính là thế mạnh trong phát triển kinh tế của Hồng Châu. Cũng như phần lớn người dân địa phương, anh Trường đã và đang kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới của Ban chấp hành Đảng bộ xã sẽ có những quyết sách sát thực, phù hợp, giúp người dân tháo gỡ khó khăn và có điều kiện để phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa. Tôi rất là mong muốn được sự quan tâm của Đảng ủy Ban nhân dân xã Hồng Châu để tạo điều kiện giúp đỡ cho xã Hồng Châu nói chung và toàn thể bà con nhân dân, tất cả những chính sách của nhà nước được đãi ngộ để người dân chúng tôi là được hưởng những cái chính sách đó, để tất cả là chăn nuôi phát triển kinh tế toàn dân là đồng đều. Có thể nói, đại hội chi đảng bộ cơ sở thành công đã và đang tạo tinh thần phấn khởi trong toàn thể cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Yên Lạc. Khích lệ cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục ra sức thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21. Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương đơn vị đã tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, ở một số chi đảng bộ vẫn còn hạn chế khó khăn. Một trong những nguyên nhân là do cấp ủy địa phương đơn vị chưa làm tốt công tác đánh giá nhận xét cán bộ, chưa nắm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ đảng viên và thiếu sự sâu sát lắng nghe ý kiến phản biện của đảng viên nhân dân về nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới. Do đó, ở một số đại hội đã không bầu đủ số lượng cấp ủy do cấp ủy triệu tập đại hội dự kiến. Khắc phục những hạn chế khó khăn này là điều kiện để Yên Lạc tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Chuyên mục xây dựng đảng kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.